viên tư vấn nhiệt tình. Nhân viên cũng khui từ trái ra đó chị. Đó. Đẹp. Tới lựa luôn cuối cùng cũng sốt được dài dài cái. Nãy giờ em cắt ra này tới thứ ba rồi đó. Cái tìm tư vấn khách chưa có hiểu. Cơm cơm là tưởng là khui sẵn ra không? Chưa đủ đâu. Vui bằng nhau hả? Đúng rồi, rất nhiều luôn á. Mà thiếu đó là bị ít thật quá. Vàng không ngắn nha cả nhà. Chín lần rồi. Dư chút luôn mà. Dư chút không anh trai. Cuối luôn dư chút. 354. 354. Dư 10.000. Đây ai đi ơi. Mình không có, tôi không có luôn. Cái chỗ này nữa không? Một ký đó dễ lắm. Hàng ký cho tôi xong phải không? Ủa anh dùng tối mới qua hả chị? Mỗi ngày đi làm gì hả? Dạ ba ngày Dũng đi làm gì á. Con cũng muốn hỏi. Ừ, em trai áo xanh. Ba ngày nó đi làm. Dạ hết chết. Thứ ba chị đó. Anh ơi lên người biết anh ơi. Anh nào biết ta? Anh thử luôn. Anh thử à? Thôi. Thôi được luôn nghe. Quá tin tưởng rồi. Anh thử thử luôn. Hai ký đúng không?
không được quý vị ạ. Có tiền ơi, có tiền. Đó. Dạ. Phải vậy đó. Ôi, 10 ngàn. 2 ký khui cũng mỏi tay ha. Có mình khui à. Chiều tối có Dũng qua cái bò nữa. Bạn người ta chiều thấy Dũng là anh Dũng sao vậy? 353. 353. Trái 110. Quán nhậu bên đây nè. Không, giờ còn sớm chị đi được. Hả? Nó tổng xin đi lại chị được. Nó sợ mắc cỡ á. Không, đi đi thẳng đây nè. Để cái chai á. Con chủ khách luôn ra đây chị ơi nè. Cái đống gì vậy? Này kìa, chứ được ký nữa kìa. Cái đống gì vậy? Cái lửa đó, em bỏ xuống đây giùm chị. Kìa lửa để anh trên nóng kìa. Cái tỏ ở đây thì khỏi lửa, khỏi lửa. Cái tỏ quá trời, đợi lâu nóng ruột. Trời nắng rồi phải làm nhanh. Máy bắt máy lạnh đấy chị. Chết em luôn. Cho cái phòng nó có sầu riêng máy lạnh này có bị hư không? Không chín. Không chín hả? Biết gì đâu nó chín. Phải có nhiệt độ. Dạ đúng rồi đó. Trên 30 độ C. Anh em phơi nắng nó nhanh chín lắm. Vậy hả? Dạ. Lẹ chín lắm luôn á thiệt. Vậy đem mua skin ra phơi nắng đi. Ok. Chị 8. Em muốn nữa là vừa. Lại gần bà chủ là được mua trước đâu. Em chốt cho sắp hết mà này. Rồi được rồi. 640. Của cô ngoại nãy. 640. 1 ký dẻo. 1 ký dẻo một cái này. Từ từ tới. 1 ký dẻo mà. Để em ký dẻo ký về. Cũng là vui vô phụ nó giùm. Ký dẻo ngọt béo. Ký dẻo ngọt béo. Cả này được chưa? Ký dẻo ngọt béo. Ký dẻo ngọt béo. Được. Dạ được, mà con qua đó, con bỏ bản nào ngọt hơn nữa không? Hả? Có bản nào ngọt hơn? Ngọt hơn nữa hả? Ngày quên bơm đường rồi, quên bơm đường vô rồi, nó ngọt tới đây. Thôi chơi vậy, ba kiếm chưa? Căn giấy à? Cái nó giờ... Ngày mới ra mua hả? Trời ơi, sơ sót quá, đang xem hôm nay phải mua rồi chứ ngày mới ra mua. Đi ra đây đi mua. Mua nhanh đi, hết mùa á. Mùa là mắc lắm á. Đây, cái này ngọt hơn nè. Cái này là gì? Tao thử coi ngọt hơn không? Cái gì nó béo hơn? Có ngọt hơn không? Rồi ngọt ha. Nó ngọt hơn. Nó béo bằng. Nó béo hơn. Còn cái con. Ngọt hơn là chín hơn chút cho chị á. Cũng ngọt nữa nè, vừa ngọt vừa béo. Đây là ngon nhất trong đây. Đây không? Ừ. Vừa béo. Cái dung hòa hay gì vậy? Giờ này mà chị nói nó không bằng cái trước em mới đầu, chị nói ngọt hơn là em ổn rồi đó. Hôm nay coi review hồ hai mới ra mua về ăn thử rồi nha. Đúng rồi, ra đi làm kim mua xin kim đó nè. À, mua xin kim hả? Chưa chín là tiếc thật. Thứ ba ghé đi nha, nhớ thứ ba ghé nha, thứ ba là chín quá trời luôn á. Rồi, ba chín. Hai muối này nữa là đủ á. Chín mà sợ thứ ba đi làm á. Đúng rồi, đi làm. Đi làm đường đường hả? Đi làm đường đường. À. Ở xa không chị? Cũng gần đây thôi. Ship, alo, ship qua. Không biết được kìa nữa. Ở gần ship chứ. Kìa cũng ngồi Tân Bình. Thôi, tí chứ được không chị? Ship, ship qua. Không hơn bao nhiêu đâu. Ở đây có ship. Đó, ship tôi là con này, không được rồi. Gấp. Không tải, không lấy được. Em không lấy được đâu mà cái muối đó là mất bắt là lẩu, không có muối nào được. Thôi nhớ còn có muối một. Tiếu rồi. Thôi được rồi chứ. 27. 27.
đây có chuyển khoản tiền mặt cũng được nha. 277. Lấy lại cô thêm một ký dẻo nữa. Cô đó mua thêm 3 ký. Nãy con Phong mua 2 ký, bây giờ mua thêm ký nữa. Mua không cần thực luôn. Mà nhìn thấy ngon quá, mua 2 ký rồi bây giờ mua thêm ký nữa. Ngày nay nó cười gì nổi. Bây giờ thì nó còn tình cảm. Mới sáng mà nó cười nhỏ rồi, tới tối lại nó cười. Này Bến Tre. Sao cô? Sầu này Mã Lai hả? Không, sầu này Bến Tre. Sầu Mã Lai, cô mua sầu Mã Lai hả? Sầu Mã Lai chưa chín luôn. Mã Lai con mua skin đó. Mua skin chưa chín, mới 39. 2 ngày nữa. Mua skin đó mới 39. Dạ, 2 ngày nữa, giờ này chỉ có ri 6 thôi. Chứ sầu mua skin thì chưa có chín. Cắt hỏi quá trời luôn, qua giờ. Để tới hồi tím chín thì có ai hỏi mình. Giờ trời nó vậy. Giờ trời vậy đó. 310 chị ơi. Rồi 2 ký dẻo chị rồi. Nãy ký giờ 2 nhảy 2 ký giờ ký đó. Hai ký dẻo. Cái đó hồi nãy của cô kia là 310 chưa tới 1 ký, yếu 1 ký. Tổng 3 hộp là 950. Có 2 giờ 1 ký. 2 ký dẻo đi nè. Có ăn thử không? Có ăn thử. Thử miếng này chị. Không không chị vào đây nè. Có dễ xong. Thử cơm không chị? Ăn thử đi chị. Đây chị đây nè. Chị chờ chút xíu nha. Tại vì cắt chưa chút xíu sao. Chị mua cơm chị nè. Mỗi lai thì chị có một chút. Chị mới rồi đó. Đúng thứ tự nghĩ là lâu đó. Nhỏ quá, tôi vừa mỏi tay quá. Quá trời, nó lâu rồi nè. Thì nó chậm này cũng được nè. Nó cũng hỗ trợ bên kia tôi nghe nha. Nó dùng cho cái con tặng không? Đây 2 ký hả? 2 ký dèo hả? Ký rồi đó bà chủ rồi. Cho đại dạy chục cái tuổi kê cũng được nữa. Khách đứng bên đây nắng quá, qua mình chưa đứng bây giờ. Nắng quá khách cho khách người trên xuống khách chờ. Tinh tế cho mua chục chục 20 thùng ấy chứ. Thùng chứa đựng trái sầu riêng đó mà. Ừ. Thùng xuống con cái máy nè. Dạ. 24 chai mà chưa được trái sầu riêng đó. Ngon hả? Đắm đuối luôn. Muối nhỏ nhỏ nhiều á nha. Này chắc phải 5-6 người ăn. Rồi đủ rồi. Bỏ vô đó chưa à? 2 ký luôn á. 56. 1 ký dẻo cho anh ngoài. Không kịp thở luôn đó nha. 1 ký. Không kịp thở luôn. Cô thử mang lên trên. Chừng nào mà ngã ra cái gạt và biết tắt thở rồi đó. Coi cả siêu nha chị. Dạ. Tại vì lấy em ngã cái gạt là hiểu rồi. Nhưng mà chị không có thắt là được. Cái này dẻo lắm nè anh trai ơi. Cô ăn mềm mềm hay dẻo cái này được không? Cái này của ai ta? Cô thử miếng đi. Của ai? Cho anh này vô thử. Tí nữa khui ra mình thử coi. Anh có thử không? Của anh đúng không? Ăn nó hợp khẩu vị. Lợi lợi của mình mà có thử đi ký nha. Rồi. Có vấn đề gì thì không nói mà báo phải lấy cái khác. Muối này nhìn hơi nhỏ thiệt nhưng mà rất là nhỏ. 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 Nhỏ
Nhà nào mà đông con nít thì mua vậy ra dễ chia. Bả sầu riêng mà giống như là bán tôm vậy đó. Tôm bả không lại luôn. Ok, được rồi. Ký vậy đó. Thôi gì cũng được. Xem nè. Bưng xuống đây. Mấy cái muối này là nó không có bị sơ cô, nhưng mà con cua nó lâu đầy quá à. Chứ nó ngon đó. Mấy cái chỉ sơ cua thôi được 3 muối đủ rồi. Nó lâu được 1 tí thôi, chứ con nó là nó mặn nó bị sơ. Thấy cái áo luôn à. Nay chủ nhật nên nhiều anh chị cô chú ở xa ghé lại. Dạ được. Này phải nhẹ nhàng nâng niu vậy. Không nâng niu là nó bể. Không nâng niu là nó bấy. Bỏ cái kia lên luôn. Ký tư. Ký tư mấy đó? 468. 468. Dạ, hút chân không cho cô. Đấy thôi, hút chân không đi ơi. 468. 468 em. Không, hút chân không. Hút chân không hả? Đúng rồi. Hút chưa? Dạ 468 thôi, giờ con làm một hộp nhỏ nữa đúng không? Được, cho em một chàng nhỏ. Đó là hộp nhỏ nữa cho cô. Thì cậu nãy luôn rồi đó cô.
À không, nghĩa là nãy là xong rồi đó. 468 rồi đó. Dạ rồi. Bây giờ tới hộp. À thêm hộp nữa. Hộp, nãy con nghe cô kêu con làm hộp nữa. Dạ đúng rồi, hộp 468 này nhưng mà con ca lên. Trăm mốt ký gì? Một người ăn hả? Một người ăn gì mua nửa ký đi, nửa ký mua thẳng vậy có 100 mấy à? Đó. Đó, nửa ký là cỡ hộp đó. Nửa ký là cỡ hộp gì nè chị gái? Ai mấy này cho cô luôn. Cái câu này hả đẻ? Có một tí cơm mềm đúng không? Tí dẻo á. Dạ tí dẻo con nhớ nãy con có nói. Chờ xíu nha chị, tại vì ai vô trước tắm trước á. Chờ xíu nha. Con thử cơm giùm con đi. Cưng lại hết rồi tất nhiên cái bên đây là chưa. Đúng rồi con lại. Rồi. Cần hút chân không không chị? Hút chân cả được không? Hút một em trăm rưỡi.